Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2021. Mình đang có mặt tại trường dạy nghề Thanh Xuân, có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngày hôm nay có bạn Khánh đang theo học khoa công nghệ ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân, và bạn lên văn phòng để xin cái giấy xác nhận đang theo học tại trường để bạn không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng giao lưu với bạn, và có câu hỏi đặt ra với bạn là tại sao lại chọn học nghề sửa chữa ô tô tại Hà Nội mà lại không học nghề sửa chữa ô tô tại địa phương. Vì hiện nay thì theo chị Hường được biết là có các tỉnh, hầu như là tỉnh nào thì cũng có các cái trường dạy nghề tại địa phương luôn, nhưng mà các bạn vẫn chọn học nghề tại Hà Nội thì không biết là lý do làm sao. Và ngày hôm nay chúng ta cùng giao lưu cùng với lại bạn Khánh nhé. Xin mời các bạn. Chị chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em được không? Em tên là Nguyễn Văn Khánh ạ. Em sinh năm 2002. Và em hiện quê quán của em là ở Kim Sơn, Ninh Bình. Ngày hôm nay em lên trên văn phòng thì có việc gì? Em lên để em xin giấy chứng nhận là em học tại trường để được hoãn nghĩa vụ quân sự này. Hiện tại em đang theo học ở lớp nào? Em đang theo học lớp công nghệ ô tô ạ. Em đã học được được mấy tháng rồi nhỉ? Em học được 2 tháng. Em đến từ Ninh Bình, cho chị hỏi một chút là ở Ninh Bình của em thì có các trường dạy nghề không? Có. Thế nhưng... tại sao em lại không học nghề ở Ninh Bình mà em lại lựa chọn ở Hà Nội? Bởi vì theo chị được biết là nếu như các tỉnh ấy, thì hầu như là tỉnh nào cũng có các trường dạy nghề. Thì nếu như mà em lựa chọn học ở các tỉnh ấy thì mình sẽ đỡ được cái tiền đi lại, rồi tiền ăn uống, và cái học phí nó cũng sẽ rẻ hơn ấy. Thì tại sao em lại lựa chọn học nghề tại Hà Nội? Thế thì là đầu tiên là em phải chọn định hướng là nghề về lâu dài. Và em cũng đã tìm hiểu trên mạng rất nhiều, và em cảm thấy là môi trường học tập ở trên Hà Nội thì nó vẫn tốt hơn, nó tuy là kinh phí thì nó cao hơn nhưng mà cái cơ sở hạ tầng các thứ nó vẫn tốt hơn là ở dưới em. Thế cho nên là qua tìm hiểu thì em tìm hiểu rất nhiều trường trên Hà Nội, nhưng mà em cảm thấy là trường Thanh Xuân đây là một trường có đào tạo cũng như là cơ sở hạ tầng vật chất rất là đầy đủ. Khi mà em theo học nghề tại trường mình rồi thì em đã vào học khoa công nghệ ô tô ở trường dạy nghề Thanh Xuân, thì em có cảm nhận như thế nào về cái trang thiết bị cũng như là giáo viên ấy, thì em đánh giá như thế nào về cái chất lượng đào tạo tại dạy nghề Thanh Xuân? Chị là ở trường Thanh Xuân thì em cảm thấy trang thiết bị là rất là hiện đại và đầy đủ. Về giáo viên thì cầm tay chỉ việc rất là nhiệt tình. Em thấy là cái học ở đây là mình sẽ được học lý thuyết nhiều hay thực hành nhiều? Em thấy là chủ yếu là thực hành, vì cái thực hành quan trọng nhất ạ. Em có hài lòng với cái sự lựa chọn của mình không? Em cảm thấy rất hài lòng với sự lựa chọn. Cảm ơn em, chúc em thành công nhé. Em chào chị. Qua câu chuyện của bạn Khánh thì chúng ta thấy rằng tại sao nên học nghề sửa chữa ô tô tại Hà Nội. Và các bạn lưu ý nhé, hiện nay trường dạy nghề Thanh Xuân vẫn đang đào tạo và tuyển sinh các ngành nghề sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp và điện nước. Các bạn lưu ý là trường dạy nghề Thanh Xuân chỉ có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể đến nhập học và hoặc là tư vấn tại số 83 phố Triều Khúc, hoặc các bạn có thể gọi vào các số hotline 0961677445, website dạy nghề thanh xuân.org. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.